gió từ chiều luôn mà gió rất là to các bạn ạ. Diều là ra đến ngoài này nó lộng gió hơn hẳn đấy các bạn nhé. Các bạn ơi, vào xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha và để nhận những video mới nhất. Chúc bạn xem video vui vẻ, mời các bạn xem tiếp nha. Video 2 nào ạ? Quá ok, lèo chưa chỉnh gì. Dây đấy thì thả chắc nịch luôn. Bây giờ video 2,5 mét của chú đâm đi, có gì ấy để chỉnh. Kéo đứt dây đấy này. Quá đẹp con này, thả con này sướng này. Thôi đi, về thôi. Test diều đẹp xong rồi về thôi. Đấy là biết diều lên rồi, mai lắc sáo to à, hơi chỉnh cánh vào. Rồi. Nó đẹp là đỗ đêm. Quá đẹp.